Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Thiên Ba Tống Sát Hạnh Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Khi nghe truyện, đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả hãy bấm vào nút like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Xin cảm ơn. Tập 4: Làng quỷ nhập trạng. Hừn sáng, con kinh vĩnh tế nước phẳng lặng như tợ, sôi mây trời đang ửng hồng như mận chín. Hai bên bờ kinh là tre, cây dại mọc san sát, tỏa bóng tĩnh lặng. Mấy nếp nhà bắt đầu trở mình, thì bên dưới đã nghe thấy tiếng thở hồng hộc của tư lĩnh vì gắng sức chèo. Cả nhóm mua lại chiếc xuồng chài tam bản, lồng hơi sâu, mũi nhọn. Trên xuồng có hai tay chèo, cho nên nãy giờ Quán, Bình và tư lĩnh thay phiên gồng sức mà bơi. Chiếc xuồng nhỏ lao đi băng băng, cũng may là nước thuận dòng, chứ không thì có lẽ tư lĩnh xỉu ra mà ngã xuống kinh rồi cũng nên. Kinh Vĩnh Tế được bắt đầu đào từ năm 1819 dưới thời Vua Gia Long. Kinh dài hơn 50 cây, nối Châu Đốc và Hà Tiên, là hai nơi khá nhộn nhịp lúc bấy giờ. Theo Marie thì từ chỗ họ bắt đầu còn cách Châu Đốc độ chừng 13-14 cây số. Dọc kinh thỉnh thoảng có một số đồn gác nhỏ, tuy nhiên cứ hừng sáng này, bọn lính khố lười nhác vô cùng. Nhìn xuống kinh thấy chiếc xuồng bé tẹo thì cũng chẳng buồn gọi lại để mà kiểm tra. Mặt trời đỏ trực ở đằng đông cũng là lúc họ thấy cái bến tàu Châu Đốc hiện ra phía trước. Tại bến chợ có một đội lính bảo an. Bây giờ cổng huy sướng lên đường đó, thế nào cũng bị xét hỏi. Marie bảo Quán tấp vào một cái bến nước nhỏ rợp tán tre. Cả bọn chạy đường vòng, né lộ lớn, tìm đến nhà của bác sĩ Darian. Dọc đường đi, Bình hỏi Marie: Nhà tay bác sĩ này có chữa được cho huy sứ không? Marie lo lắng đáp: Chưa chắc. Nếu thật sự mà anh ta bị độc tính gây dại thì khó khăn rồi, nơi này làm gì có được vaccine chứ. Tư lĩnh vuốt mồ hôi rủa: Mẹ nó, cái đám Tây Dương thiệt là ích kỷ mà. Thuốc men thì không thấy đâu, suốt ngày lấy cớ lùng nghĩa quân mà hạch sách thôi. Ông Quán nói: Để hết mệt rồi, nếu hết mệt thì cổng huy sứ dùng quên đi, đừng có nói linh tinh nữa. Quán liếc thấy Marie có ý không vui vì câu nói của sư đệ, cho nên cắt ngang lời của lão. Chốc sau, họ đến bệnh xá của Darian. Bên trong vang lên nhiều tiếng kêu la thất thanh. Marie vừa chạy vào thì thấy ông quản gia đang nép ở ngoài cửa, có vẻ lo sợ. Cô liền kêu lên: Cần gặp bác sĩ Darian gấp, ông ấy ở đâu? Ông quản gia nhìn mấy người họ, trung trung chỉ tay vào bên trong: Đang cấp cứu ở trong kia kìa. Marie liền chạy vào, nhưng quản gia cản lại, nói: Ghê lắm, mấy người đừng có vô. Chợt bảo an lên tiếng: Ma khí đó. Hồng Quán đặt huy sứ xuống, lập tức cùng với Bình và bảo an chạy đến căn phòng bên trong. Được chăn tấm màn trắng, bên trong vang lên từng tiếng la hét khủng khiếp. Bảo an tụ khí dương ở lòng bàn tay, dán mạng lên xông vào. Cảnh tượng trước mắt không giống như một phòng khám chút nào, mà giống như một cái chỗ mới đào huyệt chuẩn bị lấy cốt. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên mũi, khắp nơi là dịch đen tung tóe. Mấy tay bác sĩ co rúm ở một góc. Trên giường bệnh, một bà lão chừng 80, quần áo xốc xếch, tóc bạc trắng, da mặt nhăn nhiều như vỏ cây, hai mắt đục ngầu không khác gì cá chết, đang ra sức chống cự ba người thanh niên lực lưỡng. Ba người nam trẻ khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, hai người nắm chân, một người chụp ngang eo khóa tay. Ấy vậy mà bà ta chỉ lắc nhẹ một cái, cả ba đều lăn ra. Hồng Quán kêu lên: Quỷ nhập trạng. Bảo an gồng người nói: Quỷ gì thì quỷ, tôi tiễn nó một đoạn. Dứt lời liền nhào tới, từ đỉnh đầu bà lão ấn xuống một chưởng. Lòng bàn tay của nó có thứ pháp khí màu vàng nhạt, tưởng chừng như vừa gọn chụp lấy trán bà ta. Ai dè suýt nữa cánh tay gầy trơ xương vuốt ngược lên đâm trúng yết hầu. Bình đạp cái ghế gần đó văng lên trúng hông bà ta, cánh tay sượt qua một bên. Bảo an chụp hụt rơi xuống cạnh bên, lại đá vào chân giường. Chiếc giường kêu cốp lên một tiếng,
rồi gãy chân đập xuống. Bà lão quái dị kêu khục khặc, đoạn thì phóng lên trận, tay chụp vào cái quạt đang quay, làm cho cánh quạt kêu chát chát rồi gãy cả cánh quạt đi. Bà ta đu toàn ten như vậy, đưa mắt nhìn đám người hồng quán, cười khục khặc như bị thứ gì đó nghẹn ở cuống họng. Đôi mắt đục ngầu ấy tỏa ra sát ý hừng hực. Bình đâu thể để thất thế, một tay đỏ trực như lửa, cường quá đến mức cơ thịt nổi lên từng mảng. Bật chân một phát đập ngay vào mặt bà lão. Bà ta nhẹ như lụa hoặc mình ngã xuống, định lộn một vòng rồi đáp đất. Bảo an nhào lên chụp đầu, hai tay bà ta thọc sườn con bé. Hồng quán từ cửa xông tới đạp ngay hông, bà ta mới văng đi. Lúc bấy giờ Bình mới đáp xuống đất, đủ thấy hành động nãy giờ kỳ thực chỉ là chớp nhoáng. Loáng một cái, bà lão bị bao vây bởi bảo an phía sau, Hồng quán và Bình hai bên tả hữu. Ánh mắt đục đảo một vòng, miệng nhếch lên, lộ ra mấy cái chân trăng ố dạng. Miệng bà ta hệt như ăn toàn thứ xu uế cả ngàn năm chưa từng rửa qua, hôi hám không thua gì hầm phân. Mấy tay bác sĩ trèo cả ra ngoài cửa sổ để bỏ trốn. Chỉ có một người đàn ông độ chừng 40-50 đứng sát vào góc mà run cầm cập. Hồng quán cúi thấp người, tai ngoắt tư lĩnh. Lão sực nhớ lại mấy lời dạy của sư phụ về quỷ nhập tràng này, liền móc trong túi ra mấy thứ đồ ém sẵn trong tay. Quán hò một tiếng, Bình nhảy lên, bà ta lui về phía bên trái. Bảo an chặn lại, khóa hông. Bình đập bổ xuống thì bà ta nghiêng người, quay bảo an về phía Bình. Con bé gồng sức ném bà ta về phía tường, rồi lộn qua một bên. Bình nhào tới đấm, bà ta ép sát góc. Hồng quán nhớ lấy cái ghế bổ tới mà đập xuống, ai ngờ đầu bà ta cứng như sắt thép. Cái ghế đổ nát tan tành, mà mái tóc bạc vẫn bù xù, không một chút rướm máu. Lên cơn điên dại, bà lão lồng lên như con thú quăng, định nhảy bổ tới cắn cổ Marie. Tư lĩnh đang đứng kế bên liền đẩy Marie ra, đứng chắn phía trước. Lão thầm khấn mấy câu, hai tay chắp lại để ở dưới bụng. Bà lão nhào tới sát bên, Hồng quán hét lên: "Làm ngay đi!" Tức thì tư lĩnh vung mạnh tay lên, cầm tay của lão gạt phăng hai cánh tay bà già, đập ngay cầm bà ta, kêu lên cướp một tiếng. Cái đầu của bà ta ngẩng lên, cơ thể thẳng đứng, miệng há rộng. Tay tư lĩnh mở ra, xòe qua hai bên, chụp lấy hồng bà lão, rồi nhét cái thứ nãy giờ chuẩn bị sẵn vào bên trong. Sau đó tựa như dùng thái cực, lão ém gót chân bà ta bằng mu bàn chân của mình. Hai tay đang từ miệng của bà lão chụp lấy dai, vuốt ngược lại đến cổ của bà ta. Xoay lòng bàn tay xuống, ấn vào thật mạnh, cho lòng bàn tay cụp vào bên trong. Đoạn đẩy mạnh, bà lão ngã ra như một khúc gỗ, cứng đờ, hai tay co lại trước ngực, đầu ngoẹo sang một bên. Lúc bấy giờ không gian nồng nặc mùi tử thi phân quỷ. Bà lão nằm dưới đất, da thịt bỗng trở nên tím tái, rồi đen sạm đi, co rút lại còn xương thịt trở nên nhão nhoét. Bấy giờ ba người thanh niên kia mới lồm cồm bò lại xác của bà ta mà than khóc. Còn vị bác sĩ thì không còn lo sợ nữa, tiến lại xem xét, thậm chí không cần giải bịt mũi, cứ vậy mà chỉnh kính để nhìn cho rõ. Đoạn thì lấy tay chạm vào đầu, ngực và bụng, chúng lủng bủng. Ông ta hỏi tư lĩnh bằng giọng tiếng Việt rất sỏi: "Lúc nãy cậu cho thứ gì vào miệng của bà ta vậy?" Tư lĩnh ấp úng: "Tối thôi, với tấm giấy điệp quét sân ta vàng và lông bụng của heo đen đó." Vị bác sĩ ngơ ngác, nâng gọng kính rồi hỏi: "Tối và lông heo đen sao? Có tác dụng gì?" Bấy giờ Marie từ đằng sau bước lên, chen ngang: "Xin lỗi, bác sĩ Darian đúng không ạ?" Ông ta gật đầu. Marie liền kể lại sự tình vắn tắt. Darian thấy huy sứ thì giật mình, nói: "Qua phòng làm việc của ta, nhanh lên." Xong thì kêu quản gia mở tủ thuốc, lấy một số thuốc gì đó đem qua bên phòng. Bên trong phòng làm việc có kê một cái băng ca trắng. Huy sứ vừa đặt lên đó, tức thì ông ta xắn tay áo, lấy dao mổ xắn nhẹ vào cục hạch ở cổ, thấm máu vào bông băng, rồi chích loại thuốc có nước màu vàng. Darian căng thẳng: "Người này là ai? Tại sao lại có triệu chứng như vậy?" Hồng quán đáp: "Ông ta bị loài thú lạ cắn đó. Ở gần đây không? Ở làng Hai Cục." Darian kêu trời:
Marie hỏi tại sao. Ông ta ngồi phịch xuống ghế nói: anh ta mắc căn bệnh y hệt như bà lão hồi nãy đó. Tư lĩnh ngơ ngác: hồi nãy là quỷ nhập tràng mà. Darian gỡ kính ra, vuốt mồ hôi rồi nói: quỷ nhập tràng là tên gọi của mấy người ăn nam các anh. Đời này làm gì có ma quỷ chứ. Hồng Quán nhìn mình, nhìn bảo an, rồi nhìn tư lĩnh xong thì nhún vai. Darian nói tiếp: bà lão đó trước kia là người làng Hai Cục, sau đó theo một đám người chuyển đến gần đây sinh sống. Làng đó đặc thù rất dễ bị chứng rối loạn cơ thịt kiểu như vậy. Khi lên cơn hấp hối sẽ kích hoạt sức mạnh cơ bắp rất cao, đặc biệt là chết rồi thì bốc cái mùi hôi thối hơn rất nhiều. Marie hỏi: vậy là bác sĩ đang nghiên cứu căn bệnh này sao? Đúng vậy. Đây là một đề án đặc biệt của chính phủ Đại Pháp, tìm ra những nguy hiểm dịch bệnh của thuộc địa. Có điều tôi vẫn chưa tìm ra được cách chữa. Bình thường khi biến đổi, cái xác sẽ chạy rất nhanh. Lúc phát hiện ra thì có khi đã chạy được 50-60 cây số, gục chết khi trời giữa trưa mà thôi. Lúc nãy anh để tổ và lòng heo, làm sao có thể đẩy ngã được bà ta vậy? Tư lệnh nói: ông bác sĩ này thật là lạ chứ. Vừa bảo bọn An Nam chúng tôi mê tín dị đoan, vậy sao lại hỏi? Hồng Quán vỗ chai của lão rồi nói: Để đừng có như vậy. Đoạn anh quay sang nói với Darian: chúng tôi gọi nó là quỷ nhập tràng, tuy nhiên vẫn biết được đó là do cơ thể khi chết đi mang quá nhiều âm khí. Khi gặp sự kích thích từ dương khí của người sống thì sẽ lập tức bật dậy đuổi theo. Tổ và lông bụng của heo đen lại là hai thứ chứa rất nhiều âm khí. Chúng tôi nhét vào xác để lấy âm đẩy âm, làm cho cái xác bình thường lại thì đổ gục ra thôi. Marie nói thêm: cũng như các nghiên cứu về từ trường, các cực thì hút nhau, cùng cực thì đẩy nhau ra vậy đó. Darian kêu lên: quả thật là quyền diệu. Nhưng mà làm sao các anh biết được tổ và lông heo đen có nhiều âm vậy? Tư lĩnh khoanh tay sách mé rằng: đó là do bọn tôi có truyền thống văn quá lâu đời, cha ông mấy ngàn năm truyền lại, biết tôn trọng cội nguồn đó thưa bác sĩ. Darian có chút bối rối, ông nói: vậy các người có biết anh chàng kia chữa như thế nào hay không? Hồng Quán liếc tư lĩnh xong thì quay sang đáp: bọn tôi chỉ biết là trừ được cái xác bật dậy thôi, còn bệnh tình của anh này thì tôi chưa biết được. Bác sĩ nói anh ta bị giống bà lão hồi nãy, chẳng lẽ là hết cách sao? Darian thở dài. Lúc nãy bên phòng bên kia, mấy người y tá đang lật cái xác để cuốn giải liệm xung quanh cho mấy người kia đem về làng. Lúc cái xác nằm nghiêng, miệng bà lão lại mở to, bên trong tuôn ra một lớp khói mịn đen đặc. Nó rơi xuống nhẹ nhàng, tựa như một con rắn trường đi vô cùng kín đáo, băng qua hành lang rất nhanh, chui xuống khe cửa phòng làm việc của Darian. Darian đứng dậy, quay lưng với cửa, tiến tới tủ sách, thò tay vào định kéo ra thứ gì đó thì cánh cửa bật tung. Bảo an vừa quay lại thì đám khói đen đã lù lù ở trước mặt. Con bé chỉ kịp hét lên một tiếng rồi dẫn ký đẩy thiên hổ ra ngoài, nhờ vậy không bị đám khói bao bọc lấy. Darian xấu xố ngơ ngác kêu lên một tiếng. Đám khói đen bám lấy ông ta, chúng kêu lên như trăm ngàn con bọ ăn xác. Ông bác sĩ xấu xố phút chốc quá thành thịt vụn, nhão nhoét đỏ lồm. Đám khói lúc này hoàn toàn khác với lúc mới gặp. Nó cuộn tròn Darian lại, rồi tóc ra cửa sổ, bay đi rất nhanh. Marie khóc cũng không nổi, ngất đi. Hồng Quán tức giận, siết chặt nắm đấm. Anh cảm thấy bản thân của mình vô dụng, không thể làm gì khác được. Nếu như còn có Dạ Xoa thì thứ âm kia đã dễ dàng bị Dạ Xoa khống chế. Bình ngơ ngác chống tay lên tượng: thôi, coi như số thằng này tận rồi, bây giờ ai cứu nổi nó đây? Hồng Quán nhìn huy sứ, thấy tư lĩnh cũng sụt sụi. Anh nói: trước tiên rút ra nhanh đi, tình ngay Lý Giang, chúng ta còn đang bị Hoạch Lé truy đuổi. Bây giờ thấy đống xác thịt này của Darian, dễ gì bỏ qua chứ. Thế là đám người lặng lẽ cổng huy sứ, tư lĩnh kè Marie lặng lẽ rút ra cửa sau. Ông Quán nói:
Huy sứ vẫn còn cách có thể cứu chữa được đó. Bình nói. Đem thiêu sao? Ý anh là vậy chứ gì? Quán nhìn Bình rồi nghiêm túc nói. Không, chúng ta có manh mối rất là quan trọng. Đó là cái làng kỳ lạ kia. Theo lời Darian, làng đó hễ người chết đều quá ra như vậy, mà Huy sứ lại đang bị y hệt. Cho thấy ở cái làng đó sẽ là nguồn gốc lây độc, hệt như đám dị thú bên dưới sông cổ vậy. Trên đời mọi thứ đều tuân theo quy luật tương sinh tương khắc. Ông bà có nói năm bước chân sẽ tìm được thứ giải độc mà. Tiếc là sự tình bên dưới cái sông cổ không cho chúng ta thời gian để truy tìm. Nay sông đã sập rồi, chỉ còn cách tìm đến làng đó mà thôi. Tư lĩnh trầm ngâm. Nhưng mà cái làng đó chúng ta còn chưa biết tên kia mà. Hồng Quán chỉ tay ra phía đường lớn rồi nói. Tên làng kìa. Trước mặt họ, xa xa đang là mấy người kéo xe bò chở xác bà lão về lại làng. Đúng lúc này, trong nhà Darian vang lên tiếng hét. Rõ ràng mọi chuyện đã bị phát giác. Nhóm người ba chân bốn cẳng theo mấy người thanh niên. Họ đi về phía sông, ngược lên trên, qua một cây cầu nhỏ. Làng này nằm heo hút trong những cánh rừng thấp. Tư lĩnh vuốt mồ hôi nói. Mấy anh trai à, đi chừng nào mới tới vậy? Một người đáp bằng cái giọng lơ lớ của người Khmer nói tiếng Việt. Xíu nữa, qua con kênh kia là tới đó. Nãy giờ đồng hành chung, Hồng Quán biết được ngôi làng kỳ lạ hay được gọi với cái tên e dè là làng quỷ nhập tràng này được lập ra chỉ tầm 20 năm nay. Dân gốc khác đều là ở chân núi dài, đoạn có cái nhà kỳ lạ mà tư lĩnh đã giá mã. Dân làng mới chỉ mắc căn bệnh quái ác này chừng 5 năm đổ lại. Đó cũng là lúc Darian mới về đây làm bác sĩ. Trong một lần khám cho dân trong làng thì gặp chuyện lạ. Sau đó phải thuyết phục lắm thì chính quyền châu đốc mới cho người xuống thuyết phục dân làng rằng đó chỉ là một căn bệnh lạ, hoàn toàn không có ma quỷ gì hết. Từ đó họ mới không nhờ thầy Pháp đến mỗi lần nhà có người chết nữa. Darian nghiên cứu căn bệnh đã lâu nhưng cũng không thu được kết quả nào gọi là có tiến triển. Hễ dân làng có người sắp chết đều chở đến phòng khám của ông ta. Bình thường thì ông ta sẽ trói chặt cái xác lại bằng dây thừng. Nếu không chữa được thì hôm sau phơi nắng là xong. Lần này không hiểu tại sao bà lão kia khỏe quá, giật đứt cả sợi dây thừng. Tư lĩnh nghe tới đó mới ghé tai nói nhỏ với Hồng Quán. Chị ca, hồi bộ cái chuyện này đâu phải là gặp mộ tổ đâu. Cùng lắm mộ tổ chỉ chạy nhảy, dùng tỏa sơn tiên trói gồ, nhét miêu nhãn áp chế là xong rồi. Cái bà hồi nãy khỏe như trâu, thiệt là kỳ lạ nghe. Hồng Quán gật đầu. Thì bởi vậy chúng ta mới phải tới đây một chuyến nè. Anh lại thấy cái mùi của thiên tướng tiên cung đâu đây rồi đó. Làng thấp thoáng hiện ra. Đó là một ngôi làng yên bình với ruộng chia thửa vuông, bờ kinh xanh mát. Tuy nhiên có điểm lạ là dọc làng đào rất nhiều cái rãnh như cái hào nhỏ. Trước nhà dân đều có dựng tấm ván lên. Những cái hào này chạy theo chữ chi, không đều nhau. Hỏi ra mới biết đây là cách đề phòng nửa đêm có người chết quá quỷ nhập trạng, nhảy lung tung thì sẽ sụp hào, nằm đó chứ không đi phá được. Hồng Quán vừa bước vào làng, trước mặt anh là một mái nhà nhỏ sát mé kinh. Nhà chỉ to hơn cái buồng một chút, gọi là nhà chứ thực ra chỉ dựng hai cái dách hai bên, phía trước bắt mấy cái bàn và ghế đậu. Nhà sau tan quát thông ra bến sông có cây cầu giáng. Trong nhà có một người đang nằm trên võng, phủ nón lá che mặt đi ngủ. Trước nhà có treo một cái thùng lặn đất và một cái rổ trông như cái thau đãi vàng. Tư lĩnh chặt lưỡi, Bình hỏi. Có gì vậy anh Tư? Hồng Quán đáp. Tại sao nơi này lại có hành gia mở cửa hiệu là buôn bát hương, bán trò đã sàn như thế này chứ? Phần 11. Hậu duệ của Liễu Thác. Vừa tới làng quỷ nhập tràng, còn đang phân vân
không biết bắt đầu cố huy sứ từ đâu. Hồng Quán đã chỉ vào căn nhà trống trước trống sau có phần đáng ngờ kia. Hai huynh đệ hành hương đang bàn luận thì Bình chen ngang hỏi: "Ê, làm sao nhìn cái nhà đó hai người biết được hành gia đồng môn? Rồi còn cả bán bát trò đã sàn là cái gì chứ?" Tư lĩnh sợ Tráng Huy Sứ nhăn mặt, lão có vẻ đang gấp nhưng cũng đành giải thích cho Bình: "Nè, anh thấy cái thùng sắn đất và cái rổ mây đang lỗ khích không? Đó là ám hiệu của hành hương. Có nghĩa là ở chỗ tôi bán đồ lấy từ dưới mộ lên, anh chị em ghé qua coi đó. Hành hương xưa nay đều trốn chui trốn nhủi, nên dĩ nhiên đến vùng đất mới cần một cái loại ám hiệu để nhận biết nhau. Tiếng lóng là một chuyện, đồ bẻo trước cửa cũng là một cái cách đó." Hồng Quán nhìn Huy Sứ rồi nói với Bảo An và Marie: "Nè, bây giờ hai người tranh thủ vào làng xin nhiều gừng. Chúng tôi sẽ ở đây coi Huy Sứ và tìm thêm thông tin về cái người đồng đạo bí ẩn này." Marie hỏi: "Hả, gừng để làm gì?" "Tuy hiện giờ chưa biết rõ sự tình của Huy Sứ, nhưng nhìn biểu hiện có thể đoán được là do khí huyết nhiễm độc, mạch lại yếu. Người ta thường nói ăn gừng giúp cải thiện tuần hoàn, lại có tác dụng giải độc, ấm tỳ vị. Thử cách này xem sao." Marie gật đầu rồi cùng với Bảo An đi vào trong làng, đi theo ba người thanh niên nọ. Hồng Quán và Tư Lĩnh đi đầu, Bình cổng Huy Sứ đặt dựa vào vách nhà. Quán lên tiếng: "Bát nhang đang khan hiếm, cần tìm bát nhang thì mua ở đâu?" Chiếc võng lay động nhẹ, người kia lấy tay hé nhẹ cái nón lá ra, xong rồi phẩy mấy cái, ngụ ý đuổi dậy không tiếp. Tư Lĩnh ngơ ngác, lão gặp cái thể loại gì đây? Hành hương trao bán bát hương mà lại không muốn làm ăn. Bình xắn tay áo: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu thuốc sao? Anh Quán xây ra." Hồng Quán đưa tay cản Bình lại, nói: "Có lẽ vị hành gia này đây đang có ý định gì khác chăng?" Người kia lấy chân đưa giọng, vẫn che nón lá lại nhưng cất tiếng, giọng nghe như bán nam bán nữ: "Ở đời chỉ muốn kiếm ăn, không muốn kiếm chuyện. Làm hành gia đã là bước đường cùng rồi, không lẽ đâm đầu cho đường Hồng Quán cho chết không có đường chôn sao?" Tư Lĩnh giật mình, người này là ai? Mới hé mắt nhìn một cái mà đã biết bọn họ. Phải chăng trước đây đã từng chạm mặt? Lão nói: "Nè nè, hành tẩu giang hồ, không lẽ chút đạo nghĩa dắt lưng quần cũng không có sao? Thấy chết không cứu thì chết không có chỗ chôn đó." Người kia vẫn điềm tĩnh đưa giọng, nói tiếp: "Thôi không tiếp, mời về cho." "Có duyên gặp nhau, cho quán tôi được biết cao danh quý tánh của đồng đạo." "Tên họ chỉ là phù dân, không mong ngài gặp lại thì hỏi làm gì?" Bình nóng máu: "Nè, mày có tin mày nói một tiếng nữa, tao cho cái đầu mày nằm trên xà nhà hay không?" Người nọ chỉ vỗ vỗ lên cái nón lá, trai chịu thách thức. Tư Lệnh nói: "Đúng là trời tuyệt đường anh trò Huy Sứ à. Không phải tôi không muốn giúp, nhưng mà là lực bất tòng tâm rồi. Đành đợi Bảo An đi ra dùng chút gừng mà chữa coi có bớt hay không thôi." Người kia bỗng ngồi dậy, nhìn về sau lưng Tư Lĩnh thì trợn mắt, kêu lên: "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, anh Huy!" Ba người ngạc nhiên, không ngờ Huy Sứ lại có người quen ở đây. Người kia kêu lên như cha chết, giọng ông à ông ẹo, làm cho Tư Lĩnh trùng mình: "Anh Huy ơi, trời ơi anh Huy à, anh bị làm sao vậy nè? Sao mấy người không nói sớm? Trời ơi, chúng nó giết anh rồi anh Huy à." Tư Lĩnh chỉ mặt nói: "Ê cái con này, rõ ràng nãy giờ bọn ta xin người cứu người, ngươi có chịu đâu, bây giờ quay sang đổ thừa là sao?" Hồng Quán cản lại: "Nè, tôi đừng cãi nữa, đồng đạo bỏ qua mọi chuyện, cứu anh Huy trước đi, chuyện còn lại tính sau." Tầm một khắc sau, Bảo An đon đã chạy tới, trên tay cầm theo một cái túi vải đựng các cân gừng bên trong. Vừa tới gần nhà, nó đã la oai oái lên: "Đi tới cuối sớm mới xin được nhà có gừng, nhiều đây đủ không Quán?" Hai người đứng trước cửa, thấy ba người bên trong đang tụm xung quanh cái giường giả chiến làm bằng mấy cái bàn tre ghép lại.
Chính giữa là Huy Sứ nằm im. Người kia đang lấy mấy chục con đĩa ghim khắp người. Bên dưới có thêm 3 cái xô đĩa nữa. Cạnh 3 xô đĩa là 3 xô đựng xác lẫn ngâm. Người này đợi đĩa hút no máu thì nhanh như cắt, gỡ đĩa ra hết sức khéo léo, cho vào một cái thùng đựng xác lẫn, rồi lại lấy tay vớt đĩa từ thùng khác cho lên người Huy Sứ. Quá trình này diễn ra vô cùng căng thẳng. Người nọ mắt không chớp, mồ hôi túa ra đầm đìa, thở cũng không dám thở mạnh. Bảo An trón trán bước lại, khều tư lĩnh: "Ủa, ai vậy?" Tư lĩnh xịt nó một tiếng. Cảm giác như là trong lúc hai người đi khỏi, ba người lại gặp phải một cao nhân thâm tàng bất lộ ở cái chốn hẻo lánh này. Thay đĩa 3 lần, mạch máu đen cũng dần giảm bớt đi. Người kia lấy thứ bột lạ đổ vào miệng Huy Sứ, cho phần còn lại chia ra đắp vào những cái chỗ có đĩa hút máu. Công đoạn cuối cùng là đốt một cái lò xông, bỏ mấy nắm lá khô vào trong đó. Mùi tỏa ra rất thơm, khói lan ra khắp căn nhà, không ngợp mà lại sảng khoái kỳ lạ. Người kia ngồi phịch xuống thở, nuốt nước bọt ẩn ực. Tư lệnh hỏi: "Vậy là xong rồi hả anh Út? Anh Huy sẽ khỏe lại đúng không?" Người kia thở dài: "Chưa biết. Căn bệnh quái ác của làng này đúng là có biểu hiện giống như vậy. Nhưng họ là người sắp chết vì tự nhiên, vì già, vì bệnh lão. Còn anh Huy bị quái thú cắn mà sinh bệnh giống họ. Tôi không biết làm sao. Bây giờ chỉ là cách tiêu độc đi mà thôi. Nếu tới ngày mai mà độc còn phát ra nữa, nghĩa là chết chắc rồi. Còn nếu độc không phát thì mấy anh phải đi tìm căn nguyên trong làng này rồi." Bây giờ thì đến lượt Marie khó hiểu: "Anh này là ai? Làm sao có cái bí thuật này vậy?" Tư lĩnh gãi đầu giải thích: "Cô Ri à, chuyện kể ra thì nó dài dòng. Nhưng mà nói như vậy, trong cái giới bọn tôi có những người vẫn đi làm trộm mộ, bóc trúng cái mộ lớn có nhiều vật lạ, nhưng mà không thông dụng thì mở chỗ bán. Dấu hiệu nhận biết là cái thùng sáng đất và cái rổ treo ở trước nhà. Chúng ta may mắn tới đây gặp được anh Út Điệu, là huynh đệ với anh Quy Sứ đây. Anh Út bán đồ có thể bào chế thành thuốc có nguồn gốc nằm dưới mộ đó." Marie ngạc nhiên: "Hả? Đồ dưới mộ mà còn làm thuốc được sao? Làm sao vệ sinh được?" Út Điệu nghe vậy thì có vẻ tức nói: "Lại là mấy người Tây Dương, lúc nào cũng khoa học y học rồi lại vệ sinh. Trên đời không có thứ gì nằm ngoài âm dương hết. Bệnh tật độc tốt cũng có căn nguyên từ sự mất cân bằng âm dương này. Đồ dưới mộ có nhiều thứ, thậm chí là cỏ cây, nấm, trắng trết, ngọc. Nếu mà căn cứ theo liều lượng âm dương mà nó có, từ đó phát thuốc cho người bệnh hoặc là bị nhiễm độc, đúng liều lượng thì sẽ khỏi. Bởi vậy mới có câu nói: không có chất nào là độc, mà chỉ là dùng bao nhiêu mới gây độc. Cô không biết sao?" Marie bối rối lắc đầu, nói không biết. Út Điệu ngã lưng ra ghế thở dài. Bảo An nói: Vậy mấy con thùng đĩa với con lửng ngâm sao?" Út Điệu nói: "Con lửng này chết trong mộ huyệt, khô theo năm tháng. Trong một cái gian truyền núi có rất nhiều loại dược liệu, ngày đêm khô rụng xuống, theo nước mưa trở thành thứ thuốc ngâm. Bảo quản thi hài nó trở thành thuốc quý, có thể dùng để đoán độc, căn cứ liều lượng mà giải độc đó. Đĩa bình thường thì hút máu, nhưng mà luyện cho nó biết trút máu độc, bơm thuốc giải vào, làm cho mạch máu trở lại bình thường, thì phải có bí thuật lâu năm mới làm được như vậy đó." Hồng Quán nói: "Tạm thời anh Huy cũng đã ổn phần nào. Chuyện còn lại bọn tôi sẽ tìm hiểu xem sao." "Ủa, không phải anh Út Điệu ở đây hay sao? Anh cũng là hành gia mà. Không lẽ anh không biết nơi đây bị chuyện gì hả?" "Ôi, ta đi buôn thuốc từ mộ, chứ có bốc bát sàn tro đâu mà tranh. Làm rất ít vụ. Ta đến nơi này để kiếm tiền từ mấy cái xác nhập tràng đó. Bà mẹ nó chứ, bị thằng cha bác sĩ kia nó giành chén cơm." Út Điệu đi theo Huy Sứ bốc mấy cái mộ nhỏ ở thất sơn hoặc là các động núi thiên nhiên có các xác khu thú vật đem về bán, lời lãi chẳng được bao nhiêu. Cái lần mà Huy Sứ cùng hai người anh em đi bốc bát phú hộ làm chết hai người, anh không cho Út Điệu hay. Sau đợt đó thì mất dấu cho tới bây giờ, số phận trung rủi gặp lại trong lúc hiểm nghèo.
không có người dẫn dắt, Út Điệu tưởng như khó sống. Ai dè trong lúc vô tình ôm được mớ dược liệu mồ mã đi ngang qua châu đốc, thấy cái xác nhập tràng nằm giữa động, anh ta mới tìm đến đây đóng vai thầy pháp diệt quỷ, kiếm ăn cũng không ít, lại được dân làng trọng vọng. Vậy sau Darian xuống chính quyền tuyên truyền, làm cho anh ta không kiếm ăn được nữa, đành mở cái quán bán trà nóng ế ẩm qua ngày, được bữa trao bữa cháo. Còn đang tính sẽ dời đi thì gặp ngay đám người của Hồng Quán. Út Điệu vẫn biết thứ tác quái tác quái ở làng có căn nguyên lạ lùng, chứ chẳng phải là do cái thứ gọi là quỷ nhập trạng. Nhưng mà anh chỉ là một hành gia bán thuốc mộ, làm gì có gan đi tìm hiểu những thứ kinh thiên động địa như vậy, nên cứ ăn được ngày nào sống ngày đó. Hồng Quán hỏi: Làng này lập ra từ khi nào? Do đâu mà nhóm người này lại bỏ làng hai cục mà đi vậy? Út Điệu trầm ngâm: Lúc tôi mới tới đây làm được mấy cái đâm mà thì mới nghe họ nói. Họ không sống ở một nơi cố định, họ là dân di cư như là du mục vậy. Có điều không có chăn thả gia súc, mà là bị chăn thả đó. Bị chăn thả là sao? Họ có một niềm tin là đó là tổ tiên của họ trên cao đã bị lạc mất dấu cái phần mộ của mình. Tổ tiên báo mộng cho họ mỗi lần di cư là phải tìm xem có phải nơi đặt mộ tổ tiên hay không. Vậy cho nên khi biết làng hai cục không phải là cái nơi có mộ thì họ rời đi. Bên dưới làng hai cục á, là cả một cái di tích lòng sông cạn và nhiều thứ thần bí khác mà bọn tôi chưa kịp tìm hiểu thì nó đã bị đổ sập rồi, chôn vùi ở dưới biết bao nhiêu là đất đá. Chẳng lẽ cỡ đó mà không phải tổ tiên của họ đặt mộ hay sao? Nhưng mà tổ tiên của họ sống thời nào mới được chứ? Nghe đâu xưa cổ lắm rồi, trong nhà họ hay có mấy bức tượng thờ ấn giáo tà dị vô cùng. Chẳng lẽ lại là người Phù Nam sao? Marie nghe đến Phù Nam thì nói: Phù Nam biến mất khó hiểu, các quốc gia sau này đều không có tính kế thừa từ nó, làm sao biết được họ có đúng là những hậu duệ của Phù Nam hay không? Hồng Quán nói: Đầu tiên là tư lĩnh thấy tiền cổ Phù Nam, xong rồi thấy cổ vật có lẽ thuộc về Phù Nam, rồi dẫn đến Ba Thê. Qua làng hai cục cũng thấy cầu đá và những bình gốm giống như mộ cổ ở Ba Thê. Càng nghĩ càng thấy nó có sự liên kết mơ hồ nào đó, nhưng mà là liên kết như thế nào mới được đây? Bình ngồi xuống ghế rồi hút thuốc, nói: Anh hỏi vậy thì ai đáp bây giờ? Nhưng mà chẳng phải lúc nãy đã bàn là sẽ đi tìm hiểu cái bí ẩn dẫn tới căn bệnh chết rồi quá thành quỷ nhập trạng hù dọa người khác hay sao? Bắt đầu từ đâu đây? Út Điệu nói: Làng này bí ẩn thì nhiều, nhưng mà tới mức quyền bí thì chưa đâu. Có chăng chính là thời gian phát bệnh, làng lập cũng lâu, chỉ mới gần đây mới có cái bệnh này. Vậy tại sao trước kia không có? Tôi cho rằng là do cái giếng trong làng đó. Trước đây dân làng không đào giếng, họ sống bằng nước sông. Mùa mưa thì hứng nước tích trong lưu để dành. Chỉ tầm 6-7 năm trước gặp ngay đợt hạn, thiếu nước dữ dội. Có một nhóm người tới xưng là thầy phong thủy, bảo dưới làng này có con rồng nước uống công mình ngủ say đã lâu, nước của nó dồi dào mãi mãi không hết. Người này chỉ chỗ đào giếng sâu xuống 6-7 sải tay thì quả nhiên có nguồn nước phun lên rất mạnh. Dân làng sống bằng thứ nước đó, đúng là lấy bao nhiêu cũng được. Marie hỏi: Vậy bác sĩ Darian có nghiên cứu cái nguồn nước đó không? Út Điệu thở dài mà nói: Có. Thậm chí khi nghe dân làng kể, ông đã sinh nghi. Bệnh tật con người gần như toàn bộ đều do ăn uống sinh hoạt làm lệnh đi cái quá trình cân bằng mà thành. Nước là thứ dễ gây ra độc nhất. Tuy nhiên 5 năm nay ông ta cũng uống cái thứ nước đó, nhưng mà không sao hết. Rất nhiều người tình nguyện uống thứ nước đó cũng không sao. Chỉ có dân làng này á, thì khi chết mới quái quỷ nhập trạng, nhảy cà tưng thôi. Hồng Quán suy nghĩ. Bình thấy vậy liền hỏi: Anh Quán à, chẳng lẽ cái sông cạn ở làng hai cục đổi dòng có cái luồng nước ngầm thông tới đây hay sao? Tôi chưa chắc được. Tuy nhiên nơi này kinh rạch chằng chịt, quá trình đổi dòng khó mà giấu kỹ tới như vậy.
Chưa kể xét về độ sâu đó, thì sông cổ ở làng Hai Cục sâu hơn cái giếng làng này rất là nhiều. Nhưng đó vẫn là một cái điểm nghi vấn. Với lại, anh có nhớ cái đám dị thú và mấy cái xác khô quái dị dưới lòng sông cạn đó hay không? Đám thú đó thì đều lấy da mặt của xác chụp lên, xác khô thì bị mổ bụng. Như tôi nói lúc nãy, rõ ràng là có một sự liên kết tất cả mọi thứ, nhưng nó quá mơ hồ thôi. Tư lệnh vỗ vai Hồng Quán. Hành gia chúng ta dù có chạy đằng nào á cũng không khỏi cái số phải chui hầm chui quyệt. Làng này có bệnh lạ, chắc chắn thổ nhưỡng có vấn đề. Không chừng tổ tiên qua trăm ngàn kiếp chưa siêu sinh đã sinh ra tà tâm, dụ dỗ con cháu tới cái nơi tử địa để chết hết cho có người cung phụng thì sao? Trời, để đừng có mà tào lao, tổ tiên nào mà lại như vậy chứ? Vậy ca chứa gì á mà đã quên cái đám lương gia với đám thiền mũ tộc rồi sao? Đó, tổ tiên đó. Hồng Quán sực nhớ ra, liền nói: đúng rồi, có khi họ không phải là tìm mộ tổ tiên đâu. Làng này đi tìm cái khác, chính là tìm chua và hoàng hậu đó. Marie gật đầu. Người thời cổ coi trọng thần linh hơn gia đình, vì tư duy của họ còn hạn chế vô cùng. Xã hội thời đó luôn đặt vua lên ngôi chí tôn, là thần thánh, có ảnh hưởng vô cùng lớn trong đời sống tâm linh của thần dân. Có khi những cái người này bị ám ảnh bởi cái chuyện đó, đi tìm mộ của vị vua này thì sao? Ai cô Ri à, ai đợi đi tìm mộ mà không có dấu hiệu gì? Bảo là ông bà tổ tiên báo mộng thì còn nghe được, chứ đằng này... Lão nói đến đó thì chợt suy nghĩ ra chuyện gì, liền gãi đầu mấy cái. Bình chen vô: Nè, tại sao trước đây làng Hai Cục không có cái chuyện quỷ nhập tràng mà tới đây mới có? Làng xảy ra cái chuyện quá dị như vậy mà họ không bỏ làng đi. Có khi cái chuyện quá thành quỷ nhập tràng như vậy lại là cái thứ mà họ đang tìm kiếm đó. Bảo An tròn mắt. Hả? Là làng này nói dối hả? Marie khoanh tay trầm ngâm. Nhưng mà tại sao họ vẫn nghe theo chính quyền, rồi lại còn mời cả thầy về để trừ mấy cái người bị quỷ nhập tràng kia nữa chứ? Hồng Quán đứng dậy nói. Được rồi, phen này á phải vào làng tìm hiểu rồi. Nè, hai người lúc nãy đi xin gừng, có thấy điều gì bất thường hay không? Bảo An và Marie cùng lắc đầu. Quán nói: Làng này bắt đầu có mùi nguy hiểm rồi đây. Tôi, Bình và Bảo An sẽ đi thám thính. Marie cùng với tư lệnh ở lại tiếp anh Út Điệu coi sóc cho hồi sứ. Sau khi mà xong việc, bọn tôi sẽ quay về. Nè, đừng có đi đâu lung tung, chớ bước về động rừng đó. Ba người vừa đi ra ngoài, quất bóng vào trong làng, thì Huy Sứ lên cơn co giật, mắt mở ra trừng trừng. Út Điệu liền chụp lấy tay anh mà dặn lại. Huy Sứ thiệu thào, nói như người mê sản: Chạy, chạy đi, hậu vệ Liễu Thác, quay trở lại, tránh xa hậu vệ Liễu Thác. Bảo An chợt thấy dưới bến sông, mấy người dân làng đang nhìn chằm chằm vô nhà. Họ đang chèo xuồng chở một bà lão y hệt như bà lão ban sáng. Phần 12: Uống máu Liễu Thác. Tư lệnh định mở miệng quở Huy Sứ mấy câu, toàn là nửa tỉnh nửa mê, nói mấy câu không đầu không đuôi, lại còn giật gân. Chưa giải thích thì đã chìm vào hôn mê tiếp, thì lão bị Bảo An kéo tay áo. Con bé chỉ ra bến sông sau nhà, có mấy cái xuồng ba lá tấp vào. Trên xuồng có một nhóm người, đủ cả nam nữ già trẻ. Duy có một người làm cho lão giật bắn mình. Không ai khác, chính là bà lão có khuôn mặt y hệt như cái bà vừa quá quỷ ban sáng, suýt làm cho cả bọn chết đứng. Lão kêu lên: Trời đất ơi, con mẹ kia còn sống. Bỏ mẹ rồi, phải báo cho nhị ca ngay. Cái làng này đúng là làng quỷ rồi đó. Út Điệu giật mình quay ra nhìn. Marie cũng chết trân, hai tay líu ríu. Út Điệu nhìn đám người, xuồng neo lại thì hai thanh niên đỡ bà lão lên. Họ chậm rãi bước vào nhà. Tư lĩnh ngơ ngác nhìn Út Điệu đứng dậy, chào hỏi bà lão có vẻ cung kính. Bà cà mớm, ghé nhà uống trà hay sao? Tư lĩnh kéo dài Út Điệu thì thầm: Cái bà này là cái bà mới chết sáng nay mà. Út Điệu phẩy tay,
mấy người thanh niên và nữ trẻ tuổi đứng phía sau. Chỉ có bà lão chống gậy tiến tới chậm chậm, chỉ tay vào đám người lạ mặt cho hỏi: "Ai đây?" Út Điệu trả lời: "Một vài người bạn từ phương xa ghé thăm. Bà cả mớm cần tôi giúp gì hay sao?" Bà lão bước tới gần tư lĩnh và Marie, đưa mũi lên kịch kịch mấy cái như đang ngửi, rồi nói: "Mấy người này không sạch sẽ, mùi dơ bẩn rất nặng, có giữ thứ gì đó chẳng tốt lành trong người, đúng không?" Tư lĩnh kéo bảo an ra sau lưng lão, lão gồng người đối diện với bà lão, nói: "Nè, cái gì mà không đàng hoàng sạch sẽ chứ? Bà là ai? Đâu song song vô á, hạch sách bọn tôi là sao?" Bà lão hai tay bắt chéo, đặt trên đầu cây gậy trúc bóng loáng, nhìn thẳng mặt tư lĩnh mà đáp: "Làng này của ta, ta là cao niên trong làng, thấy người lạ tới không được hỏi hay sao? Mấy người cần phải trả lời cho rõ câu hỏi của ta kìa, đang giữ tư đồ gì?" Tư lĩnh nhìn Marie, họ đang trong tình thế hiểm nghèo, dĩ nhiên đâu thể cầm tấm gốm đi khoe lung tung được. Với lại nơi làng này thập phần ma quái, khi chưa có câu trả lời xác đáng, tuyệt đối không thể để sơ hở. Tư lĩnh đáp: "Bọn tôi là thầy pháp, đi đó đây sửa âm phần âm trạch, trên người dướng chút âm khí là chuyện bình thường thôi. Đồ nghề đem theo để hàng yêu phục mà, đương nhiên tỏa ra bá khí khó chịu, đó là lẽ thường mà. Bà thắc mắc như vậy để làm cái gì chứ?" Bà ta xăm soi ba người họ, chợt giới tay chụp lấy cái túi của Marie. Tư lĩnh dặn lại quát lên: "Nè nè nè nè, bà lão, đừng có ý dạ rồi muốn làm cái gì làm nha. Đương công giật đồ của người ta, ăn cướp hay gì?" Mấy người thanh niên phía sau thấy vậy thì liền xô tới, hung hăng hết sức. Út Điệu cản lại: "Nè nè nè nè, ủa, có sao có chuyện gì vậy? Bình tĩnh đi, hạ quả đi nè. Hòa khí sinh tài, trời ơi tôi khổ quá mà, nhà tôi..." Tư lĩnh chỉ đám thanh niên rồi nói: "Nè nè nè, mấy người đem ngoại của mấy người về đi, bọn tôi rõ ràng không có làm gì xấu, bà ta lại tự kiếm chuyện đó nghe." Bà lão nhìn sang Marie, miệng thì thầm như nguyền rủa: Người tỏ ra thứ năng lượng xấu, năng lượng tà ác, quỷ dữ." Một người thanh niên lớn nhất trong đám nhìn bà lão, thở dài rồi nói với tư lĩnh: "Anh hai nơi xa tới, coi như nể mặt làng này, cho bà cả mớm xem thứ đồ đó được hay không? Sinh mệnh cả làng bọn tôi đều nằm ở cái thứ đó cả đó. Làng mấy người bị bệnh lạ, bọn tôi nơi xa tới thì liên quan gì tới nhau? Với lại chẳng phải mấy người đã nhờ phú làng xa theo dõi bệnh tình tìm thuốc chữa hay sao? Bây giờ coi đồ lại như thế nào đây?" Bà lão liếc nhìn huy sứ vẫn đang co giật nhẹ rồi nói: "Nếu muốn cứu được bạn mấy người thì phải để cho ta xem thứ đó." "Mấy người còn cứu mấy người không được mà đòi cứu ai chứ?" Mấy thanh niên trẻ tuổi phía sau xì xầm: "Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe. Bạn sáng chẳng phải bà đã chết rồi hay sao? Bây giờ hiện về dọa tôi sao? Có tình tôi yếm bà luôn hay không?" Bà lão từ tốn nói: "Người ban sáng là chị gái sinh đôi của ta, chị ấy đến hội tận số nên ta không thể làm gì khác là đứng nhìn. Nhưng nếu hôm nay đã thấy được thứ này, ta không thể để cơ hội qua đi được." Marie lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Coi đồ cũng được, tuy nhiên bà phải kể lại sự tình, lý do tại sao mấy người di dân, tại sao lại đến nơi này, căn bệnh và cái giếng nước á, liệu có liên quan gì tới nhau hay không?" Bà lão trầm ngâm giây lát rồi cất tiếng nói: "Được, hôm nay ta sẽ cho các người biết thứ ám ảnh bọn ta suốt trăm đời nay, chính là dòng máu của Liễu Thác." Bà cà mớm ngồi xuống cái ghế giữa nhà, đôi mắt mờ đột nheo lại mấy cái rồi nhắm nghiền đi, tựa như đang phiêu du trong cõi trí nhớ. Miệng bà mấp máy trầm đục kể lại câu chuyện của làng quỷ này. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, chẳng biết đã mấy đời, cũng chẳng biết ai là người kể đầu tiên, nhưng câu chuyện này dĩ nhiên được kể y như vậy suốt ngần ấy năm. Từ sau khi Phù Nam vong quốc, một nhóm người chạy loạn mang trong mình thứ bệnh quái ác, họ cần phải tìm ra dòng máu của Liễu Thác
và uống nó. Tộc người này không có họ, chỉ có tên để phân biệt với nhau mà thôi. Từ ngàn xưa tới nay đều là như vậy. Cứ mỗi thế hệ trong làng sẽ có người được gọi là con mắt thứ ba của Kali. Người sẽ chịu trách nhiệm truyền lại câu chuyện, dẫn dắt tộc người này tìm lấy máu của hậu duệ của Liễu Thác để mà uống nó. Vậy thì họ mới hết bệnh được. Thuở xa xưa, Phù Nam khi đó còn chưa lập quốc, vốn dĩ chỉ là một hình thức mạng đà la giữa các bộ lạc sinh hoạt với nhau. Người đứng đầu là Liễu Thác và em bà ta là Liễu Diệp. Liễu Thác mới sinh ra có nước da đen sạm, trên trán có vết mờ như con mắt, hai lòng bàn tay đỏ như máu. Ai cũng cho rằng bà ta là hiện thân của nữ thần Kali, cho nên vô cùng sợ hãi. Lớn lên, Liễu Thác luyện được tà thuật, trở nên tàn bạo khát máu vô cùng. Những bộ lạc xung quanh hễ chọc giận bà ta thì đều chịu cảnh đầu rơi máu chảy, sinh linh đổ thán. Liễu Diệp nhiều lần can ngăn tính khí bạo chúa đó nhưng không được. Bà ta giam em mình trên chiếc thuyền có tên là Duga. Một lần nọ nước dâng cao, thuyền chao đảo dữ dội. Liễu Diệp nằm mộng thấy thần Shiva, báo hiệu của hậu duệ của thần sắp xuất hiện, dùng cung tên có thể trừ được Liễu Thác. Quả nhiên sau đó, hỗn điện dông thuyền tới, thấy nơi này chịu sự cai trị tàn bạo của nữ hoàng ác thần, liền ra tay trừ được. Liễu Diệp là truyền nhân của Liễu Thác, sau khi được cứu thoát khỏi con thuyền Duga do mũi tên xuyên thủng mạng, làm đứt đi sợi xích, mới đồng ý lấy hỗn điện mở ra giai đoạn lập quốc Phù Nam. Việc làm đầu tiên của hỗn điện khi lên ngôi là phong ấn linh hồn của Liễu Thác lại, vì ông cho rằng bà ấy thực sự là hiện thân của nữ thần Kali bất diệt. Bây giờ nơi phương Tây xa xôi, tại nước Tích Lan, có một thiên thạch rơi xuống, hình dáng không khác gì thần Shiva. Hỗn điện đem quân đến xin mua không được, mới giao chiến, nhờ cung thần mà cướp được tượng Shiva vậy, dùng nó áp bên dưới quan tài của Liễu Thác, tương tự như hình ảnh thợ Kali hay nhảy múa trên mình của Shiva. Trong lúc hỗn điện cướp tượng, linh hồn tà ác của Liễu Thác năm lần bảy lượt chực chờ thoát ra. Liễu Diệp không còn cách nào khác, mới nhờ những thầy pháp phương Nam xa xôi trấn lại. Những người này xuống dưới hầm mộ của Liễu Thác, áp chế trong vòng 60 ngày, ma khí của Liễu Thác mới bị ngăn cản. Sau đó, hỗn điện quay về kịp, dùng tượng Shiva trấn vào, thì dẹp được hồn nữ dương tàn bạo kia. Tuy nhiên, hậu quả để lại cho những người pháp sư phương Nam ấy là họ bị nhiễm quán khí đó, thấm sâu vào tận xương tủy. Căn nguyên là vì họ đã lập một giao kèo với địa ngục để hút hết ma khí của Liễu Thác. Đến lúc xong việc thì cơ thể chịu nhiều đau đớn, mãi không thể chữa được. Trên trán nổi lên vết mờ hình con mắt. Hỗn điện chu cấp cho nhóm pháp sư này rất hậu. Tuy nhiên khi ông mất, các đời vua sau không còn tin tưởng nhóm người này. Cảm thấy bị lợi dụng, họ bỏ xứ ra đi, quay trở về phương Nam. Lúc ấy chẳng ai hay biết về lời nguyền này cả. Bốn thế hệ sau, tộc người này dần nhận ra họ đã bị Liễu Thác trả thù. Hậu duệ trong tộc sinh ra không thọ quá 36 tuổi. Họ tức tốc quay về Phù Nam, tìm mộ Liễu Thác để mà giải cái lời nguyện. Tuy nhiên Phù Nam khi đó lâm vào cảnh loạn lạc, mộ cũ không còn dấu tích. Chẳng ai biết hỗn điện đã làm gì, kể cả mộ của ông ta cũng không tìm thấy. Chán nản, nhóm người này cứ lang thang trải đây mai đó, cả khu vực trước đây là Phù Nam, để tìm kiếm di tích mộ của Liễu Thác. Tuy nhiên, ngày nào chưa tìm được mộ của bà chúa này, họ đâu cam tâm chết vô duyên như vậy. Thế là bằng gốc các pháp sư, họ sẵn sàng đánh liều với tử thần bằng một loại tà thuật gọi là chiêu hồn. Họ đã đổi dần từng phần hồn của mình vào trong một cái bình gốm. Một hồn trọn vẹn, tùy vào lớn nhỏ, có thể chia ra mấy chục năm. Cứ mỗi 10 năm thì chôn cái bình đó xuống, đổi qua bình khác. Tuy nhiên cách làm này khi chết thì cơ thể trở thành thứ thế thân của Kali, gọi theo bình thường chính là quỷ nhập trạng, chính là thứ mà bà lão ban sáng biến thành. Tộc người chẳng thể làm gì khác hơn, cứ như vậy mà truyền từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên vào giai đoạn thế kỷ thứ 15
đến thế kỷ thứ 17, các cường quốc trong khu vực nổi lên cứ đánh nhau liên miên. Vùng đất này đâu thể tránh khỏi loạn can qua. Rất nhiều người trong tộc bị bắt đi, bị giết vì nghi ngờ là ma quỷ, dẫn đến một giai đoạn mù tổ tiên. Rất nhiều bí thuật của tộc bị mai một đi. Đến thế kỷ thứ 17, cơn bão Tây Dương tràn đến cực nam của Đàng Trong, chính là vùng lục tỉnh bấy giờ đây. Rất nhiều nhà thám hiểm bị cuốn hút bởi những di tích kỳ vĩ nơi đây mà đào bới liên tục. Họ đã một lần nữa vực dậy nhiều điều bí ẩn. Tộc người đau khổ kia tìm đến những nhà thám hiểm, cộng tác với họ, mong tìm lại được quá khứ của tổ tiên. Họ cung cấp những tư liệu truyền miệng. Nhờ vậy mà người Tây với con mắt có phần khoa học hơn đã hệ thống lại được, tìm ra một số di chỉ. Công việc có vẻ thuận buồm xuôi gió thì gặp phải sự chống cự từ nhiều bên. Nhóm người Tây bị truy đuổi, nhiều người đã bỏ mạng, tộc người kia lại chìm vào trong thảm họa. Lúc bấy giờ, sức lực của họ chẳng còn. Cả một tộc đông đảo chỉ còn sót lại mấy chục mạng, co cụm lập làng, lập ấp. Như đã biết, có một người trong tộc gọi là con mắt thứ ba của Kali. Đây là người chịu trách nhiệm tâm linh, xin ý kiến các vị thần để tìm ra thứ được gọi là hậu duệ của Liễu Thác. Nếu dùng máu này sẽ chữa được thứ bệnh cho họ. Vì như vậy, có nghĩa là xóa đi phần quán khí Liễu Thác mà tổ tiên của họ đã hút phải. Bà Cà Mớm năm nay đã ngoài 70, nhưng vẫn chưa tìm được trong tộc người có năng lực kế thừa con mắt của Kali. Bà không biết rằng sắp tới khi bà chết rồi thì tộc người này sẽ đi đâu về đâu. Vừa nãy bà cảm nhận được có sự chuyển biến trong khí lưu, đoán rằng tứ đồ liên quan tới Liễu Thác xuất hiện trong làng, thì lập tức tìm đến nhà Út Điệu, thấy được cái túi của Marie. Bà Cà Mớm thở dài, mắt ngấn lệ. Mấy người đứng xung quanh không ai nói nên lời. Marie nhìn Tư Lĩnh, lão cũng có phần u uất cảm thương. Marie nói: "Vậy nếu tôi đưa bà xem thứ tôi đang có, bà có thể tìm được mộ của Liễu Thác không?" Bà lão thở dài: "Không chắc được. Nhưng bọn ta đâu còn đường nào khác, là cố hết sức, ít nhiều sẽ có manh mối. Thứ đó ta cảm giác được, nó có chứa một phần hồn của Liễu Thác bên trong. Nó làm máu của ta rạo rực như cơm sôi vậy." Tư Lệnh nói: "Mà khoan, từ đầu tới cuối bà đều muốn cứu làng của bà, mà tại sao bà lại nói là cứu được bạn của tôi? Anh ta có phải thuộc tộc của bà đâu. Có uống máu Liễu Thác có được không?" Bà Cà Mớm nhìn huy sứ đang mê man, nói: "Tên này coi bộ cũng đã nhiễm phải quán khí của Liễu Thác mới ra thần thời như vậy. Dĩ nhiên là có thể dùng cách của ta để mà chữa bệnh cho hắn đó." Út Điệu ngơ ngác: "Ồ mà khoan, chẳng phải các người biết rõ ràng căn nguyên thứ gây ra cái chuyện quỷ nhập tràng của mấy người, tại sao lại còn nhờ tới tôi đến làng để làm chi vậy?" Bà Cà Mớm nhìn anh ta đáp rằng: "Ai chẳng biết ngươi là hành hương bốc mộ. Bọn ta ban đầu tính nhờ ngươi đến đây để mà tìm hiểu giúp đỡ, nếu có thông tin về mộ của Liễu Thác. Qua thời gian thấy ngươi có vẻ giấu nghệ, chuyện của bọn ta lại khó nói ra công khai được. Chưa đủ tin tưởng thì chưa nhờ giá thôi." Tư Lệnh hỏi: "Tại sao không công khai được? Có gì đâu giấu chứ?" Bà lão trầm ngâm: "Người biết tại sao, có thời gian bọn ta bị săn đuổi hay không? Vì ngoài chúng ta là hậu nhân có liên quan tới Phù Nam, ngoài kia vẫn còn có một hội kính muốn hồi sinh Liễu Thác vậy. Ban quyền năng cung thần của Hỗn Điện cho bà ta, làm chao đảo thiên hạ. Dĩ nhiên cái mạng của bọn ta chính là thứ mà nhóm người đó cần. Tổ tiên bọn ta từng gây thù oán với Liễu Thác kia mà. Nói ra quang quang cho bị giết hay sao?" "Nhóm nào nữa chứ?" "Chúng hành tung bất định. Chỉ biết là bọn ta bị truy đuổi bởi đám người đó, nhưng mà ta chẳng biết gọi chúng là cái gì. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều người Tây." Bà ta ném về Marie
một ánh nhìn khó chịu. Tư lệnh và bảo an ngạc nhiên, chuyện phụ nam thì liên quan gì đến người Tây Dương mà nhóm đó lại cố công truy lùng tộc người bất hạnh này kia chứ. Thôi được rồi, bọn tôi sẽ cho bà coi cái thứ này, có thể ít nhiều bà sẽ có thông tin, nhưng mà đợi tôi đi gọi nhị ca tôi về cái đã. Lão Kiều bảo an nói: "À, người đây canh chừng, đừng để có chuyện gì lộn xộn nha. Nhị ca chắc đi chưa xa đâu, ta đi kêu về ngay đây." Tư lĩnh chưa kịp quay người lại thì từ đằng sau đã vang lên tiếng đàn hắn cùng với âm thanh đạn lên nòng lạnh ngắt, rồi một giọng nói hắc ám vang lên: "Khỏi đi tìm anh Tư à, tôi đưa nhị ca quý quá của anh Tư về rồi đây." Hoạch Lé cùng với một đám lính gần 20 tên đang đứng trước sân nhà Út Điệu, súng ống chĩa lăm lăm vào đầu Hồng Quán và Bình. Vẫn là cái câu, đạo hạnh có cao cũng không qua được đạn súng tay. Tư lĩnh thở dài rủa thầm cái thằng Hoạch Lé ác ôn, theo dấu sát tới như vậy chứ. Hoạch Lé bước vào trong nhà, tư lĩnh và bảo an cùng với Marie đứng nép vào góc, chỉ 5-6 cây súng chĩa vào họ. Hoạch Lé ngồi xuống bàn, nhìn bà cà mớm nói: "Cuối cùng thì cũng thấy được mấy người. Nãy giờ ở đây có ai hỏi bà này về cái đống xác khô phanh bụng và đám quái thú bên dưới làng Hai Cục hay chưa?" Tư lệnh nói: "Vụ đó thì liên quan gì chứ?" Hoạch Lé trung đùi cười, nói với Marie: "Đưa cái túi đó đây, nhanh lên, xong rồi mấy người xuống suối vàng mà hối bà ta đi." Phần 13. Cảng biển Phù Nam. Hoạch Lé xuất hiện bất ngờ cùng với đội lính khí giới, vừa xuất hiện đã để họng súng mở lợi. Đám người trong nhà nhất loạt giật mình, tưởng như đám người vũ trang kia từ dưới đất đột ngột chui lên. Tư lĩnh vừa nép vào thì che cho bảo an và Marie, nói: Nè, chuyện đâu còn có đó, súng ống vô tình, đầu súng là nơi cô hồn đu bám đó, đừng có chĩa lung tung như vậy, cướp cò là chết đó, mày đẻ đền không có kịp đâu." Hoạch Lé cười lên khoái chí, giơ súng ngắn về phía tư lĩnh. "Anh Tư đây kể ra cũng là dân lăn lộn, đầu sóng ngọn gió rồi chứ, chơi đùa với tử thần không biết bao nhiêu bận, mà cũng phải giả trang để qua mắt thằng Hoạch này sao? Nghĩ lại thật tức cười mà." Tư lĩnh nhếch mép: Nè, gì thì gì, quân tử không sợ thiệt trước mắt, chữ lĩnh trong cái tên của thằng này là bản lĩnh dám làm những chuyện như vậy đó. Nhưng mà mày bỏ cái súng ở một bên được không?" Hoạch Lé định nói tiếp cái gì đó thì Hồng Quán lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Để yên tâm đi, hắn không dám làm gì bọn mình đâu, chỉ uy hiếp để bắt làm giùm một việc thôi mà." Hoạch Lé nhìn sang Hồng Quán hỏi: Sao nãy giờ anh Quán không nói gì hết, đợi bị bắt cả bọn rồi mới nói, thứ lòng thằng Hoạch này hay sao đây?" "Tính mày từ hồi tao gặp tới giờ, tao còn lạ cái gì nữa. Mày và Tấn Hành bây giờ chung một phe, nhưng mày xuất hiện ở đây mà không có Tấn Hành, tức là hắn được cử đi làm một chuyện khác rồi. Còn cái gì ngoài chuyện Tấn Hành giỏi nhất là đi bắt người uy hiếp chứ?" Bình nhìn Hồng Quán, không hiểu rằng từ nãy tới giờ anh im lặng là vì cái gì. Hoạch Lé cười lớn nói: "Vẫn là anh Quán đây thông minh đó. Thôi, không có giấu gì anh nữa. Chuyện anh đem vợ con lên chợ lớn, gửi vào cái xóm nhà lá sập xệ nghiệp bao đường, Hoạch tôi biết rồi. Tấn Hành chỉ là được cử làm bảo an khu vực đó thôi, anh chớ có lo." Tư lệnh mắng ngay: "Mày đúng là cái thằng không từ thủ đoạn mà." Hoạch Lé nâng gọng kính lên rồi đáp: "Thằng sống sau cùng là thằng quân tử, dâm ba cái đạo nghĩa sơ đẳng của anh Tư đem về nhà dạy con nít thì hơn đi." Hồng Quán bình tĩnh đáp: "Lưới trời lộng lộng, tuy thưa mà khó lọt, việc làm sai trái đều có quỷ thần hai vai chứng giám. Hoạch mày cứ yên tâm, có ngày mày trả báo mà thôi." "Tới đó rồi tính, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải anh Quán không còn lựa chọn gì khác hay sao? Anh còn lên giọng với ai đây?"
Hắn nói xong thì quay sang bà cà mớm mà gằn giọng: "Còn bà lão này nữa, bí mật của bà còn thứ gì hay ho nữa? Mấy cái xác mổ bụng với làng hai cục thì sao đây?" Bà cà mớm im lặng, nhưng người thanh niên lớn nhất đứng kế bên có vẻ chột dạ, nhướng mắt nhìn quạch lé. Bà cà mớm điềm tĩnh bắt chéo chân, tay đặt đầu gậy, ngẩng cổ hỏi: "Người hỏi vậy thì đã biết câu trả lời rồi, còn tra vẽ làm cái gì nữa?" Hồng Quán và Bình thì chưa nghe chuyện nãy giờ bà ta kể. Tư lĩnh và Mary thì còn chưa biết cái chuyện bên dưới sông cổ. Chỉ có Bảo An biết được cả hai. Nó tròn mắt nói: "À đúng rồi, hồi nãy tôi thấy nghi nghi về cái chi tiết đó đó. Nếu như tộc của bà từng ở làng Hai Cục, vậy thì chuyện ở đó hẳn bà phải biết chứ. Sao ở làng Hai Cục không ghi nhận cái chuyện quá quỷ nhập tràng vậy?" "Là bọn ta đã nuôi những người đó đó." "Ê, bà Cà Mốc." "Thôi ngươi đừng cản, cũng đã đến lúc phải nói ra rồi." Quạch Lé bắt chéo chân, ngã người ra ghế thư giãn. Hồng Quán nhìn hắn có vẻ như là đang để cho nhóm người của anh nghe về những thứ sắp tới, hơn là muốn vạch mặt tộc của người bà Cà Mốm. Bà lão với khuôn mặt nhăn nheo một lần nữa kể lại câu chuyện cho Quán và Bình nghe. Sau đó thì mới tới đoạn của làng Hai Cục. Bà thở dài: "Ban nãy ta không kể không phải là vì giấu giếm thứ tàn ác, chỉ là điều mà ta muốn quên đi mà thôi." Như đã biết, tộc người của bà sau lần biến động lịch sử với người Tây Dương, sức lực chẳng còn là bao. Bà Cà Mớm chính là người dựa theo báo mộng đưa làng họ đến hai ngọn núi kỳ quặc bên đá bên đất. Bà biết rằng nơi đây có con hạo, nó là loài vật trong truyền thuyết, chỉ sinh sống ở những nơi rừng cực kỳ tĩnh lặng. Đó là dựa vào sợi lông bà tìm được. Tuy nhiên, hai cái núi trơ trọi này không có rừng thì làm sao có con hạo được. Bà Cà Mớm nhờ đó mới biết về điện thờ bên núi đá và lòng sông cạn khô bên dưới làng Hai Cục. Thứ bên dưới chính là thứ còn sót lại của cái được gọi là Liễu Thác Độc Phù. Thứ độc phù này không vì sự thay đổi âm dương theo nguyên lý kinh dịch của Trung Hoa, vì thời đó người Phù Nam làm gì biết tới kinh dịch, nhưng họ đưa nó trở thành thứ cạm bẫy vô cùng nguy hiểm, hoạt động linh tri giác của chính người bị dính phải. Thứ đó chính là hàng bình gốm đặt ở cây cầu cổ. Bà Cà Mớm với kiến thức hạn hẹp của mình về Phù Nam không lý giải được cây cầu và lòng sông cạn tại sao lại xuất hiện ở đó, cũng không biết được thuở xưa nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên bên dưới đích thị có một cây rừng, một khu rừng vô cùng tĩnh lặng, chính là rừng xác người. Lần đó phần điện thờ vẫn còn rất nhiều bức bích họa, bình gốm, tượng gốm và tiền xu. Những thứ đó bà Cà Mớm cho tộc đem về hết, tranh tượng thì bị hư hoại bằng hết rồi. Thứ bà thấy cuối đường hầm là từng núi xác nằm đắp gốc cho một thứ trông không khác gì một đoạn cây rất dài, khô héo, nhưng chạm vào thì lại lạnh lẽo tới lạ thường. Bên trong còn có cả nhịp đập nữa. Thứ cây ấy không thấy lá, chỉ có những cái quả hình đầu người há miệng ra. Bà Cà Mớm chỉ biết về điện thờ và bình gốm là của Phù Nam, nhưng cái cây kỳ lạ bắt ngang lòng sông cổ với loại trái kỳ lạ đó thì bà mù tịt. Có một người trong nhóm leo xuống động chung với bà, vô tình chạm vào thứ đầu người đó thì bị nó cắn vào tay. Cái đầu đó cười lên mang dại rồi rụng xuống đất. Cả đoạn thân cây khổng lồ trung lên, chuyển màu như đang máu chảy, đập lên từng hồi kinh dị, nhất loạt trụng hết các quả đầu người xuống đất. Chúng lằn lòng lóc vào đống xác người bên dưới, lủi vào mất tâm, nhanh như sóc chuồn. Thân cây khổng lồ nọ khi rụng hết đám quả thì rút lại vào lòng đất mất tâm đi, chỉ để lại đám xác lẫn lộn ở bên dưới. Tuy nhiên lúc đó chúng vẫn chỉ là những cái xác khô quắp bình thường. Đột nhiên dưới lòng sông vang lên những âm thanh nghe như tiếng kêu gào. Nhóm người liền bỏ chạy ra khỏi động. Duy nhất có một người bị thứ quả đó cắn phải thì quá thành xác khô, nằm ngay cửa động. Bụng anh ta trương lên,
cơ thể tỏa ra nhiệt lớn như cái lò than đá, quần áo đều cháy ra tro hết cả, nhưng bụng vẫn không khác gì một cái xác chết sình. Bên trong ấy chui ra một cái đầu, không khác gì thứ quả bên dưới. Bà Cà Mớm giật cây rựa một người trong đoàn, chém bổ nó ra làm đôi. Cái đầu nát bươm, tóe ra dịch đen, tan chảy mất, để lại ổ bụng tan quát. Cái xác đổ gục xuống, trông như đã khô héo cả ngàn năm trong động. Bà Cà Mớm và những người còn lại quay trở ra, thì cũng là lúc lần lượt từng người trong tộc bị chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên không quá thành quỷ, mà là quá thành cây. Những cái xác đó đều được ném xuống động, lo sợ làng biết sẽ báo với chính quyền xuống bắt giết. Họ vẫn tiến hành ém hồn vào những cái bình, chôn cạnh các bình gốm ở cây cầu đá bên dưới. Về chuyện làng hai cục có người chết, thật ra đều cho bà Cả Mớm bày ra cả. Bà ta đầu độc một người nhất định, đến ngày họ chết thì lên núi gọi tên, đứng tại cái điện thờ trong động đá nọ. Chuyện cứ như vậy cho đến một ngày kia, có một người thầy pháp đi qua nơi đây, biết được việc làm của tộc người bà Cả Mớm, nhưng không trách phạt, vì ông ta nói rằng đây đều là thiên ý cả. Ông ta bảo họ đến nơi làng bây giờ sinh sống sẽ không còn bị thứ này quấy rối nữa. Lúc họ rời đi, chỉ có một người đàn ông còn ở lại thôi. Cái ông này cưới một người vợ là chân của làng hai cục, và chính là người phụ nữ đã nhờ tư lĩnh giá mã rồi lão bắt gặp cái đồng tiền kia. Từ ngày qua làng mới, tuy không còn bị thứ quái ác đó ám ảnh, nhưng tộc người trở lại với lời nguyện xưa cũ về cái chết quá quỷ nhập trạng. Cho đến khi Darian xuất hiện nghiên cứu, ông ta tiếp xúc gần gũi với tộc này, bà Cà Mớm cảm thấy quán khí của Liễu Thác dần xuất hiện trên người ông ta. Kể đến đây thì bà lắc đầu ngán ngẩm. Hồng Quán hỏi quạch lé: "Nè, thứ đang ám làng này chính là độc phụ, đúng chứ? Anh muốn bà ta kể cho bọn tôi nghe vì mục đích xui khiến bọn tôi đối đầu với thứ độc phụ đó, có phải không?" Quạch Lé nhún vai: "Ừ, đúng vậy. Dù gì xét về chuyện vào mộ tra huyệt, có ai giỏi hơn anh Quán đây chứ?" Tư lệnh mắng: "Nè, đừng có đi, nhìn ra. Con mẹ nó, cái thằng này ép bọn mình tới chỗ chết này mà." "Các người chỉ có một con đường sống, đó là làm theo yêu cầu của tôi thôi." Bình hỏi: "Mày đã tìm được cái gì rồi?" Quạch Lé đáp: "Cũng nhờ anh Bết, tao đã tìm ra được cái làng này, về cái tộc người quái gở này, và còn một thứ thú vị nữa đó." Hắn ngừng ngang, thở dài rồi nói tiếp: "Đó là chuyện Darian cũng có những nghiên cứu về phù nam một cách độc lập với ông Louis Laubat ở hội diễn đồng bát cổ. Các người nghĩ chuyện ông ta bị đám khói đen ấy cuốn đi là điều bình thường hay sao chứ?" Quán hỏi: "Ê, làm sao mày biết ông ta bị khói đen cuốn đi chứ?" Hắn đáp: "Cái phòng đó có cái mùi đặc biệt của thứ độc phụ. Ờ, có lẽ bọn anh đã thấy ông ta chết hả?" Tư lệnh nói: "Tàn sát chứ cái gì nữa." "Độc phụ là một thứ năng lượng bí ẩn, bọn phú lang sa vô cùng hứng thú. Thử nghĩ coi, nếu có cả nó và cây cung hỗn điện thì còn cỡ nào nữa chứ. Cái thằng anh Bết chỉ nói với tôi, cứ theo dấu độc phụ xem tại sao nó lại bắt Darian." "Theo dấu?" Cả Hồng Quán và Bình cùng lên tiếng hỏi cùng một lúc. "Đúng vậy, mấy người thử nghĩ coi, tìm được một chút ít thông tin của nó nên tôi mới phải lặn lội cái thân hèn này đi tìm anh Quán đầy đó chứ." Hắn kể, cùng lúc với ba thầy, anh Bết theo ý của Gobi đồng thời điều tra về dấu tích của các con kinh cổ xuất hiện trải rác ở khu vực từ Ba Thê cho tới Thất Sơn. Trong đó có một điểm khai quật gọi là làng Gò Gừa. Sáng nay khi phát hiện ra tung tích của độc phụ, anh Bết đã lập tức bắn tin tới các đồn lính cấp miền An Giang, báo cáo tung tích của đám khối đó. Lính đồn Gò Gừa bảo rằng sớm nay có thấy đám khối xả xuống cánh đồng gần đó. Đến nơi xem thì không thấy gì khác ngoài cái hố khai quật gian dở.
Anh Bết bây giờ mới nhận được thông tin về cái chết kỳ lạ của Darian. Hắn lập tức liên kết với thông tin tại Gò Gừa, bảo lính tới nơi. Tuy nhiên, đồng trống vẫn là đồng trống, nhưng người Tây Dương mãi mãi vẫn là người Tây Dương. Nguyên lý về mồ mả âm phận nằm sâu dưới ba thước đất thì làm sao mà rõ bằng hành gia? Chẳng lẽ cứ đào mãi hay sao? Thế là Quạch Lé có mặt ở đây để đem Hồng Quán đến Gò Gừa. Quạch Lé cười điểu, giả như quân trộm giặc, nói: Anh Quán à, chuyện này trăm sự nhờ anh, chuyện vợ con anh cứ giao cho thằng Quạch này đi, đảm bảo chị nhà không mất một sợi tóc, anh hiểu chưa? Hồng Quán đánh mắt nhìn hắn, đáp: Sẽ có ngày mày sống không bằng chết đó. Rồi, anh Quán đồng ý rồi đó. Bây giờ anh cứ đi, những người còn lại chắc để cho đám lính của tôi canh giữ là được. Tư lệnh nói: Nhị ca, em đi chứ. Hồng Quán nhìn Quạch Lé nói: Được rồi, tôi, tư lệnh và bảo an cùng đi. Quạch Lé nghĩ trong đầu: Ba đứa bọn mày ăn ý với nhau, tao không thể lường trước được. Rồi hắn cất tiếng: Dẹp, anh Quán và thằng Bình lo chuyện này là được, mấy người còn lại ở lại đây. Marie lúc bấy giờ mới lên tiếng: Nè, tôi đi theo nữa, tôi có kiến thức về văn tự cổ của Vũ Nam, tôi có thể giúp được quá trình tìm kiếm nhanh hơn đó. Tư lĩnh nghe xong thì giật mình, liền căn: Trời ơi bà thím, đi cái này là tìm đường vào chỗ chết đó. Hai người kia họ lăn xả nhiều, cô làm sao mà đi theo được chứ. Quạch Lé nhìn sang Marie, ngẫm nghĩ rồi nói: Cũng được đó, nhưng mày phải để cái tấm gốm mày đang giữ lại cho tao. Marie dõng dạc đáp: Anh không thể dịch được cái tấm gốm này, tôi đưa anh làm cái gì? Với lại nếu như đem theo, tôi có thể suy luận được rất nhiều nội dung, như vậy sẽ tìm ra được đáp án sớm hơn. Anh chẳng phải đang giữ vợ con của anh này hay sao? Anh ta chắc chắn không thể để gia đình của mình nguy hiểm được. Bản thân tôi á thì chỉ cần tìm được sử liệu, những thứ khác tôi không quan tâm. Quạch Lé nghĩ trong đầu, nếu để cho Marie, Bình và Quán đi Gò Gừa, hắn phong tỏa khắp nơi thì vẫn ổn. Hiện giờ Gobi giao cho anh Bết giao cho hắn, binh lực cả một vùng này hắn nằm trong tay, lại còn có cả Hải Yến và đứa bé, Quán chắc chắn không dám lật kèo. Làm như vậy có thể tìm được nhiều thứ hay ho, hắn liền đồng ý. Nửa giờ sau, Hồng Quán, Bình và Marie đã yên vị trên một chiếc xe kéo cọc cạch đi về hướng làng Gò Gừa, nằm ở phía tây nam của Ba Thi, cách độ 15 cây số. Họ bị giam lỏng bởi một đội lính hùng hậu, khí giới đầy đủ, khó mà tẩu thoát được. Với lại Hồng Quán cũng không thể mạo hiểm tính mạng của vợ con mình. Trong xe im lặng hồi lâu, Bình là người lên tiếng trước: Theo như cô nói, anh Bết khó mà tìm được thứ gì hay ho, tại sao hắn lại tìm được mấy cái con kinh cổ? Với lại kinh thì có gì mà đào, làm sao biết mấy ngàn năm trước nơi đó có kinh chứ? Anh không biết rồi, khảo cổ học trên thế giới phát triển đều dựa vào phần lớn là sông ngòi mà tìm được cổ vật đó. Xưa kia đường bộ chưa có nhiều, giao thương chủ yếu đều là nhờ sông ngòi kênh rạch. Dĩ nhiên nơi nào có nhiều người qua lại thì dấu vết để lại cũng rất nhiều. Quán hỏi: Làm sao biết được đó từng là kênh hay sông chứ? Paris được hỏi đúng sở trường thì hào hứng hẳn ra: Là nhờ vào kiến trúc. Các anh nghĩ coi, địa hình Cửu Long này từ ngàn xưa tới nay á đều là đầm nước kinh rạch sông ngòi nhiều vô số. Người ta sống ở ven sông, ven kinh thì xây dựng nhà sàn hoặc là bến tàu. Albert là trợ lý của Gobi, dĩ nhiên sẽ đảm nhiệm quá trình xây dựng. Trong quá trình đào bới, hắn thấy được các cấu trúc cột chống đỡ, sàn gỗ, tấm gỗ, chén bát bình gốm nằm co cụm tại một vị trí gần nhau. Mà theo đường thẳng, dĩ nhiên đoán được nơi đó xưa kia là con kinh rồi. Vì chỉ có kinh hoặc bờ sông mới có người xây nhà sàn. Đất phủ lên theo từng tấc, vẫn có những tầng lịch sử nhất định. Tất cả đều có thể suy đoán được đó. Marie còn hào hứng kể thêm: Suy đoán đó là kinh, vì địa hình của miền Tây không dốc, rất khó để cho sông đổi giọng. Do đó, nếu đào các dấu tích như trên, chỉ có thể là xưa kia nơi đây có kinh cổ.
nếu suy đoán một lòng sông nào đó xưa kia từng là đô thị trụ phú, thì không nên đào dọc từ đầu nguồn xuống, mà phải đào ngược từ biển lên, đào sâu rồi nông dần. Vì theo thời gian, những thứ chìm ở sông sẽ bị cuốn ra cửa biển. Do cửa biển bùn cát nhiều hơn, nó sẽ bị lắng ở đó. Lớp phù sa này bồi đắp lên lớp khác, cho nên từ cửa biển phải đào sâu rồi nông dần là gì như vậy. Hồng Quán tấm tắc: Cô quả là thật giỏi. Phụ nữ Tây Dương ai cũng như cô hay sao? Marie cười: Cũng ít lắm. Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình được dạy rất là kỹ. Cha tôi xem tôi như con trai vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc nhỏ đó. Nhà tôi toàn là quần áo con trai, đồ chơi cũng là cho con trai. Đến khi tôi quá 4 tuổi á, thì cha tôi mới thỉnh thoảng mua đồ con gái cho tôi. Những bộ quần áo con trai đó tôi vẫn còn giữ đó. Họ nói chuyện thêm một chút nữa thì xe tới nơi. Làng Gò Gừa hiện ra trước mắt. Một khu ruộng trống không được quay lại bằng dải bạc màu trắng, lính gác rất đông. Marie thấy toàn bộ di chỉ này đều không được báo cáo với Diễn Đông Bát Cổ thì không khỏi bất bình. Một hàng dọc dài tường gạch màu đỏ sậm nằm dưới bùn, bị phủ màu nâu vàng bên ngoài. Bức tường này nằm sâu dưới tầm 2 thước đất, tường còn sâu xuống thêm độ 4 thước nữa. Marie còn tưởng rằng con kinh cổ này chỉ là những cọc gỗ chỏng chơ, nhưng không, nơi này đặc biệt hoành tráng. Những bức tường gạch chồng lên nhau thẳng tăm tắp, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những cái hộp trỏng hình chữ nhật lót đá tảng, dường như kết dính bằng hỗn hợp lạ vốn đã bị phong hóa không nhận ra được. Hồng Quán hỏi: Nơi này không giống như kinh. Marie đáp: Đúng vậy. Nơi này trông như một cái đô thị nằm ven con kinh lớn vậy. Các anh thấy những cái hộp trỏng kia không? Đó là dấu vết của cống xả nước đó. Nếu không là đô thị lớn thì sẽ không có cái ống này. Bình thở dài: Bỏ mẹ rồi, kinh nó còn đỡ. Cả một cái di chỉ đô thị như vậy, biết tìm độc phù đó ở đâu đây? Hồng Quán nói: Nếu nó tìm tới đây thì thử suy luận xem vị trí trung tâm của đô thị này là ở đâu cái đã. Có thể nơi đó có các kiến trúc thờ tự, để mà ít nhiều có hướng đoán tiếp theo được đó. Mary nhìn hướng xong rồi nói: Thành phần kiến trúc đều nằm nửa bên hướng đông bắc, phần tây nam rất là thưa, đa phần là cột đá. Các anh đoán được tại sao không? Bình và Hồng Quán đều lắc đầu. Mary nói: Đây không phải là kinh đâu, đây là cái đoạn đổ ra biển. Hay nói cách khác á, nơi này là cửa biển có đô thị cổ của Phụ Nam, là một cái cảng biển đó. Bình hỏi: Bà cô giải thích lại cho cái thằng học trò ngu chốt này được không? Sao đoán vậy? Nơi đây là đất liền, bà thầy sát bên, làm sao có biển được chứ? Đợi chút, chúng ta sẽ đối chiếu với văn bia mà tôi có. Nếu đúng nơi này có cảng biển, nó cũng sẽ có một thứ tương ứng văn bia, chính là bản thông báo để tàu bè nước khác đến mà biết được luật lệ sơ bộ của Phụ Nam đó. Marie hào hứng sải bước chạy dọc theo đoạn hào tạo thành do bức tường gạch và đụng đất, vừa đi vừa lấy miếng gốm ra, sơ ý làm sao dấp phải một cái đầu đá tròn. Tấm gốm trong tay theo phản xạ văng mạnh ra đằng trước. Ngay cả Quán và Bình cũng không theo kịp, đành nhìn tấm gốm ấy dở ra tan nát. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của Thiên Ba Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 5.